Hello, Bình Huỳnh xin mến chào đại gia đình. Hôm nay Bình Huỳnh chở anh ba xuống đầu thao của Chicago các bạn, xuống phố để anh ba xem cái thành phố ở Chicago này như thế nào. Mấy ngày nên anh ba qua đây thì cũng dẫn đi anh ba đi dọc vòng tham quan khu chợ Việt Nam, rồi dọc vòng với bạn bè anh em ở nhà. Rồi hôm nay trời đẹp nè. Bình Huỳnh đưa anh ba đi vòng xuống downtown Chicago để anh ba biết anh ba. Giống chứ tới đây mà không biết đây là chưa tới. Đúng rồi. Với chú 10 chuyến giờ rồi qua với lại chứ công việc đã bận rộn quá em cũng đâu có đưa xuống dưới này chơi được anh ba. Ồ vậy hả? À, chú 10 hình như cũng đi, trước đây cũng đi xuống đây Thì rồi chú mà. 10 thì xuống rồi nhưng mà vợ chú 10 thì À, chưa duyên được chơi xuống hả? đi. Ví Mới có dịp khác còn đi nữa. Nãy giờ anh ngồi anh thấy sao bà con trên Ngay đường thấy mấy ngày bây giờ đang ngủ tỉnh táo rồi thấy bà con sinh hoạt ở bên Mỹ đến thấy nó nhẹ nhàng với ba. thấy nó đi vào trong cái nền nếp á, nếp à, cái thành phố nó cũng rộng rãi, cũng sạch đẹp. Bây giờ bắt đầu ra đây là nên mình chạy xuống đây là dưới này là con đường bờ hồ rồi sẽ chiêm ngưỡng đó, phải không? Chạy dài xuống dưới phố luôn. Hai cái là coi như là cái cách rồi buôn bán ở thành phố rồi họ đó 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 đó, nó không có cái dàn trải lên vỉa hè rồi giống như ở Việt Nam mình ha. Không có lấn đường được Không có không? lấn đường rồi đó. Hai vậy. Bà thấy ở bên Mỹ, Mỹ là trong thành phố vậy mọi chỗ mọi nơi cây rồi anh thấy không? Mà cái mùa này anh thấy cây còn xanh tươi nó đẹp lắm. Chứ còn khoảng đến tháng 11 thì Tuyết cây không à? lá không không phải tuyết mà cái cây lá nó rụng hết, chỉ còn cái thân cây không. Còn tuyết thì chưa, phải đến Chưa tháng 12 rồi vậy cái đó. mùa thu á, mùa thu lá rụng mới trơn Đúng rồi đó. à, nó trơ Gọi cành hết, là mùa thu lá bay đó anh mùa ba. thu lá bay nó đẹp lắm. Mùa thu là cái mùa đẹp nhất mà. Đúng rồi. Mùa đó anh về viết nhạc, làm thơ rồi cũng dễ Đấy, mùa thu là mùa của thơ ca, thơ của công việc của những văn dương thi sĩ rồi đó. Rồi bây giờ bắt đầu là đây là cái khu vực để mà mình lên ở đây là gọi là Lakeshore nè. Lakeshore là cái con đường, Lake là Cái hồ cái hồ đó anh ba. Là con đường bờ hồ. đường bờ hồ Con đường này là con đường coi như là đẹp nhất của Chicago Chicago. Bây giờ mình đi lên con đường này là bắt đầu mình tiến về dưới đầu thao xuống phố lên ba. À, tức là bây giờ đường đi tiến về đâu thao đây hả? Dạ đúng rồi. À, đúng rồi, bây giờ đây mới thấy được coi như là Đẹp cái đẹp chắc cái chắc của nước của Mỹ. Thấy cái chắc của nước Mỹ. Còn ăn rồi thì mà mấy bữa nay đi vòng 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 rồi thì chưa thấy cái gì đặc biệt. Thấy không? anh nhìn qua bên phía tây bên tây trái của anh thấy cái bờ hồ Đâu đâu thấy nào, thấy không? nào. Mát thiệt, mát mẻ. Đường này nó cao nên đang làm lại cái mùa tuyết lên ba. Mùa tuyết bắt đầu cái nó đường xá nó không có đẹp đó, bắt đầu cái gần mà gần vô mùa tuyết nó làm lại đường cho nó sáng sủa nó đẹp trở lại. Mấy cái đi căn chung cư không đây hả? Đây những căn chung cư mắc mỏ lắm anh ba. Anh thấy cái bãi du thuyền đậu sang bên kia không, bát ngát Thấy mênh mông thấy không? thấy thấy rồi. Mà anh coi cái bãi du thuyền đó phải chữ nhỏ nhỏ anh ba nhìn thấy ba Ồ, quá trời quá đất luôn. Cái đó là để đưa du khách rồi đi không cái tham đó quan là được tàu hả? tư nhân anh ba, À, tàu vậy có người ta mua người ta để rồi người ta đi chơi đó. wow. Nhìn xuống thấy chưa. Wow, trời. À, đây đây là những cái bến bãi mà coi như là Đúng mình rồi, về đó cập bến đậu đây đó, mà không phải một bến nào đâu, hai ba bến hai ba đó. bảy này hả? Ồ, dữ dằn quá Thấy ha, cái độ chơi của họ. lần đầu tiên thấy được với những cái bánh tàu. Đó bên tàu đây đó thấy chưa. Cái bánh tàu wow quá trời hả? Đâu phải một vài chiếc anh thấy không, chạy cả
trong cái cuộc sống á, mỗi cái tầng lớp trong cái cuộc sống á, nó có cái tầng lớp riêng của những mấy người cái nhu giàu, cầu người của họ, nhu cầu người giàu họ khác nhau anh ba, đúng rồi, họ có cái niềm họ vui, đầy đủ họ tiện nghi. tạo ra cái thú vui, Dạ. thấy không, tạo ra cái thú vui, những cái thú vui để trở thành cái giai cấp, Dạ. à phải là cái tầng lớp trung lưu thượng lưu rồi mới chơi những cái này được. Đúng rồi. Còn thì sao mà còn thấy cái hùng vĩ ấy, thấy Thấy cái không? hùng vĩ của thành phố. Dạ. Đây là cái sản phẩm của tri thức loài người, Đó, thấy nó không? biểu tượng cho sự À, hùng mạnh anh ba. đúng à, mà hành chánh rồi đó cũng ít người đi phải không? Yeah. À, nhất là vì tăng tầm tăng ca rồi đó, trưa chiều rồi tối rồi. Nhưng mà khách du lịch Du lịch, nói chung khách à, du lịch rồi khách địa phương, khách đủ địa thứ khách, phương họ đi làm à, việc là đủ hết ba. Cần à cái gì cũng xuống phố dưới này làm, ừ đây công việc nhiều lắm. Anh cứ ừ tính mỗi tòa nhà vậy là biết bao nhiêu văn phòng ui ở giờ trong giờ đó. đúng rồi Anh thấy chưa? đúng Mà rồi cứ lớp lớp ừ lớp với nhau vậy, người làm ở đây chứa. Đây là coi như là cái trung tâm coi như là hành chính của Chicago đó, đúng của rồi Illinois luôn đây. đúng rồi À. Cho nên tất cả những cái gì đó nằm đều hết ở dưới này, tổng hành dinh nằm ở dưới này, như hệ thống nhà băng hay là tất cả các thứ rồi. nên cái này là chỗ này là gọi là trung tâm tài chính của thế giới đó mà Yeah. Trung tâm tài chính thế giới thì nó nằm bên New York anh. New York hả? Yeah. À. Về cái những cái block nhà, những cái tòa nhà như thế này thì hiện bây giờ ở Sài Gòn với Hà Nội thì nó cũng nhiều lắm rồi, thấy không? Yeah. Cũng nhiều lắm rồi, cuộc sống nó cũng thay đổi dữ lắm. Thì nó đang đi lên mà, tất cả Đúng cái rồi. định hướng của xã hội là nó đi lên. Bà thấy đẹp không? Ngựa không thấy một cái bảng hiệu gì hết, Ừ. cũng có nhưng mà sao mà là... Thấy không bà? Thấy cái khu phố này là trung tâm này, trùm rồi, tòa nhà trùm rồi bên này. phải À, chút không? xíu nữa là em đem đi vô trong này để coi cho biết. Anh thấy nhà chuột trời mà nó sang sát chứ Nó không phải sang là lâu à. lâu mới có cái căn nhà chuột trời. Đây là cái thành phố này nó đã có từ đời xưa đến giờ mà nhà cửa họ đã sang sát như vậy rồi. Hôm nay sẵn dịp bác ba qua đây coi như là anh em bên Việt Nam có cơ hội để xem được cái Chigo luôn. Bình Huỳnh lâu lắm rồi mới quay đi quay cái cặn kẽ vậy đó anh ba. Yeah. Đó bây giờ anh thấy là phố xá đông đúc, phố thị đông đúc, bên ba thấy chưa? Vô đây mới thấy Ừ. đông Vô đây là anh mới thấy đông. à, vô trung tâm hả Yeah. không kịp thiệt chứ, những cái lối thiết kế phải nói là độc đáo thiệt Yeah. chứ, cái quá độc đáo. Bà thấy sự hoành tráng của Hoành thành tráng thành phố Chicago em ở chưa? hoành tráng à. À. Chúng phải thấy, phải diện kiến, phải chứng chứng thực à. Trăm nghe không bằng thấy Xong nghe bà thấy vậy. phải thấy kìa à. Thấy chứ còn nghe nghe nói thì nó cũng phiêu lưu lắm. Yeah. Wow. Đó, bà thấy trùm không? À cái Tòa tòa nhà nó nhà của có Trump trùm. đó hả? Ừ. Ồ. Ủa chứ sao nghe đâu mà ở đâu New York rồi mà. York nhưng mà anh đầu tư, anh giàu, anh tỷ phú mà. Mấy cái nhà À. thành phố lớn thì tất nhiên anh phải chiếm mảnh đất vàng ở đây chứ. Tòa nhà anh bà Wow. thấy không? Địa chữ trùm. Oh, nhà cao.
Wow, dữ dằn ha. chiếm ngay cái chỗ này, miếng đất vàng ở đây. Chiếm ngay khu đất vàng đấy. Như cái bộ não của thế giới mà, bộ não của loài người đấy. Phát triển triển đến đến cùng cực. Kiến trúc này kiến trúc của Cổ xưa thế mà nhìn đẹp cổ quá, xưa, của những cái thế kỷ trước, không lỗi thời ba. không lỗi thời được. Đây, thấy cái xưa với cái này đó này, đứng gần nhau này nè, là cũng được. Giống nhau, mình nhìn cái xưa thấy nó vẻ nó hoành tráng, nó cứng cáp hơn, Nó mang cái tính nó thời mang cái gian tính nhà. này. Thấy Lột vô trong sáng này, sáng lột vô giữa cái thành phố này thì mới mới hiểu được nước Mỹ à, ha. mới 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 thấy được cái Mỹ như thế nào. Thì anh ba cứ thấy như vậy đó, thì mỗi cái tòa nhà thì biết bao nhiêu là tầng, rồi văn phòng tất cả các thứ, thì anh thấy không, người Đúng ta rồi. đổ xô về để làm việc anh ba, Đúng rồi. cho nên dưới này cái gì cũng mắc mỏ hết, từ đậu xe cho tới tất cả các thứ, thức ăn đồ uống gì cũng mắc mỏ hết. Này Đó, bãi đậu xe à, bãi đó đậu xe đấy. hay không. Ở phố thì người ta tận dụng những cái nhà cao tầng như vậy để làm bãi đậu xe. Wow, đầu xe đưa xe tu wow, trời đất ơi, mấy cái bãi đậu xe cũng khiếp thiệt, không hiểu nổi luôn mà sao. Ê, đúng là mình giống như cái thằng gáo. Nhưng mà cái chuyện này thì bây giờ thì mình thấy, nhưng mà nó cũng tồn tại lâu lắm rồi Dạ đúng đó. rồi. Đó là những cái tòa nhà trước là nó có kiến trúc mới, kiến trúc hiện đại đó. Đúng rồi. Mới mọc lên sau này, thấy không? Đúng rồi. Đó, như cái tòa nhà kia là tòa nhà cổ thì đó, Đúng rồi. tòa nhà mà có cái mũi nhọn đó. Cái mũi bánh ú đó, đó là tòa nhà cổ. Cổ kim nó hợp lại nhìn thấy nó Tăng cổ giao duyên, thấy không? Đời sống cái gì cũng vậy, có xưa có nay. Cái xưa là nói là cái văn hóa của xưa, và nay thì nói là cái văn hóa nay, và thêm 100 năm nữa thì cái trên đây nó thành cái Thành xưa. cổ. Bởi là cổ cổ với kim kim ấy thì nó cũng đứng ra đâu thôi, đứng cái nhìn Do mình đặt ra thôi, ra từ chứ cái không có chỗ nhìn cổ của cũng chả có kim. mình. Kim là mới, cổ là xưa, nhưng mà gọi là cổ lúc nào nó cũng đi, thời gian lúc nào nó cũng đi hết, thì cuối cùng cái gì cũng là thành thành cổ hết. Đó, đường tàu điện dạy ở trên anh thấy không? Rồi bây giờ bắt đầu anh em mình em tẩy một vòng hai vòng nó đi, chứ bây giờ chạy hết cái thành phố này thì lâu Chạy lắm. chạy chạy không nổi, thôi Bây tới giờ thôi, đủ anh em mình xuống dưới Navy Pier chơi ha. thôi. Rồi. Đủ Như là thôi, hôm nay đủ. mình để cho khán giả coi như là tận hưởng những cái coi như là nét đẹp ở Chigo. Đi nhiều cái con đường để cho anh biết thêm. Chứ mà Anh chúng ta em mình cũng rành dữ vậy chứ, rành đường thì quá em ở trời đây quá mấy đất, chục năm rồi cả chục mà. năm rồi. Mấy chục năm nhưng mà phải đi xuống này mới Đúng rồi, chục năm mà đứng chỗ thì cũng rành thua. chứ Chứ anh thấy như ở đây mình đang chạy này này, là trên là tàu điện chạy, là lên tàu dưới là họ điện. tận dụng luôn để cho mình chạy dưới Đúng này. rồi. Wow, cái đường tàu điện thì nó chạy cũng nó hình như nó Nó cũng như đẩy nó đó. giải khắp cái thành phố luôn cái chứ Đúng rồi anh, nó đẩy khắp hết để nó đưa lượng người đi tới đi lui, rồi đúng đi chở rồi. đi chở về chở đi vậy đó. Mấy ngày đi qua là bây giờ là đúng là coi như là hôm nay là anh mới là đi dạo Mỹ rồi Đúng rồi. phải không? Đúng nghĩa của nó luôn.
Hôm nay các bạn biết là anh Ba qua đây mấy ngày liên tục đó, giấc ngủ anh Ba cũng còn đang xìu xìu ở nển, đúng rồi, rái múi giờ. Nhưng mà hôm nay thì cũng đỡ rồi. Bây giờ quyết định là coi như là đưa anh Ba xuống cái này chơi, chứ anh tới Chicago là phải biết Chicago chứ, đúng không? Rồi, đúng rồi. Ở đây gọi là Navy Pier anh Ba. Navy Pier hả? Dạ. Bắn pháo bông ở đây, nơi tập trung khách du lịch để về để chơi ở đây. Đây khu vui chơi mà. Dạ, khu vui chơi. Rồi bây giờ mấy anh em bắt đầu đi xuống tàu, định mua hai cái vé tàu cho anh Ba đi, để anh Ba đi ngắm cảnh dọc dòng ở trên cái Navy Pier các bạn. Đó là mình xuống cái tàu này đây anh Ba nè. Thường thường mà những cái thành phố mà nó kế ngay hồ hay là sông nước là nhìn thấy nó cũng đẹp anh Ba ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ xuống tàu. Hello. Hello. Hi, thank you, guys. Hi, thank you. Thank you. Here, watch this. Thank you. Thấy sao anh Ba? Đi xong là tỉnh người phải không? Tỉnh người. Chạy nhanh quá ha. Vậy. Rồi bây giờ vô kiếm nước đồ uống đi ha. Vô trong anh Ba này. Hơi bà con trong này đông ghê bà không? Đông quá. Đây mình tà xuống nước lên kiếm nước để mua ăn uống. Rồi rồi đi. Rồi sao bây giờ anh em trải nghiệm ở tại thành phố Chicago, bây giờ hai anh em đi về vòng đi chơi mấy tiếng đồng hồ ba không? Ba thấy hơi mệt rồi, bây giờ đòi đi về các bạn. Đúng là về rồi. Anh thấy vừa rồi, quá vừa rồi. Quá vừa rồi không? Đi nữa thêm nữa nó dư đi. Ừ, để dành bữa khác đi. Đúng rồi, nó dư nó ủng cho phải. Các bạn, hôm nay mình vừa về tới nhà thì bà xã có nói là cái chương trình mà bà con coi như là đã chờ từ lâu đến giờ đó, thì hôm nay là ngày chính thức, chính thức đã ra mắt coi như là mua một tặng một đó các bạn. Cocodin nè. Cocodin là các em, các cháu cũng như là các anh chị mà thường hay gọi vô hỏi chú Bình ơi, hay là em Bình ơi, cái chương trình mình được giảm giá là khi nào,
Thì hôm nay bắt đầu từ ngày hôm nay luôn các bạn ơi, mình vừa với anh ba vừa đi chơi mới về xong xuôi cái là nghe bà xã nói đó, thì các bạn cứ gọi vào số điện thoại coi như là 312-395-0175, đó là số điện thoại của vợ chồng Bình Huỳnh. Rồi cái số điện thoại của cô Út á, tại vì anh em Bình Huỳnh làm đại lý cho cái công ty này, cho nên bên cô Út vẫn bán cái thương hiệu này luôn. Cho nên các bạn nào ở bên phía Cali hay là các bạn muốn cần bên ủng hộ bên phía cô Út á, thì các bạn order là 510-717-2571, đó là số điện thoại của cô Út. Các bạn nhớ dành tay cho cái chương trình đặc biệt này nha, mua một tặng một. Vì hiện tại bây giờ thì mình đang có collagen và đồng thời đang có cái collagen màu đỏ này các bạn nè, còn cái màu vàng á thì 2 tuần nữa mới có. Hiện tại bây giờ thì đang trong shop là hiện tại bây giờ có collagen và đồng thời có collagen. Vậy đấy nha các bạn. Lâu lâu mới có được cái chương trình khuyến mãi vậy các bạn. Đúng rồi. Hàng này tốt lắm, hàng này nói chung là bán lâu rồi, hàng này cũng như là bán rất là lâu rồi nè, nhưng mà tụi em thì muốn mới làm đại lý cho cái công ty này đây, trên hàng này là thị trường bán lâu rất là uy tín, nhất là bà con ở bên phía Cali là họ mua cái này họ xài rất là nhiều, sau này thời gian cái vợ chồng em bán những cái mặt hàng này đó, cái bắt đầu cái bà con mới qua mua ủng hộ cho vợ chồng em. Thì đấy đi chơi thì thấy sao, thì tạo thấy sao, thú vị không? Như vậy đó, thú vị. Như vậy nó có cái cảm giác lạ. Mình đã đúng đừng có cả tuổi tác là mình không nghĩ những cái đi du lịch trên tàu vậy là mình ít có tham gia lắm. Hầu như nay mình cũng vậy mà, ít bây giờ mình tham gia với chương trình du lịch như vậy. Như vậy thì có anh em qua, bây giờ hôm nay anh tới Chicago. Mà những cái điểm coi như là nhấn của Chicago mà anh không đưa anh đến thì đâu có được. Đúng rồi. Anh phải tham quan cho anh biết chứ. Không, ở đây là bạn ấy, cái thành phố Chicago mình mới biết được cái tại sao mà nổi tiếng. Nhiều lúc hai vợ chồng của em ở đây chơi mấy chục năm trời cũng lâu lâu mới đi xuống dưới, thế là mình có gì với bà con qua rồi mình mới đưa đi để các bạn xuống trên tham quan chơi. Chứ nhiều lúc em cũng lười biếng mà xuống cái chỗ đó, ở nhà có công việc rồi làm phụ gia đình vậy nên mình. Mình cũng chắc mình đã không hợp với những cái này. Ủa cái này là mới đem qua đây hả? Cái này cũng có lý đây chứ. Cái này cũng đỡ rồi các bạn, cái này cũng như là mình cũng để sẵn cái số điện thoại đây đâu giờ vậy đó, cho cả nhà mình vào trong này để mình biết cái số điện thoại của Bình Huỳnh ở đây. Số điện thoại ở Mỹ đó thì nó cũng có hết trên cái màn hình, các bạn cứ gọi vô order những cái mặt hàng gì cũng đều có hết trong này đó các bạn. Ở bên phía Việt Nam cũng vậy, đấy là Bình Huỳnh có số điện thoại của phía Việt Nam luôn. Ba đã bụng chưa? Bây giờ anh đang mình ăn uống sơ tại gì đó trong xuôi cái anh ngủ giấc cho nó, anh thấy bây giờ giấc ngủ là mệt mệt chưa? Đúng rồi, hơi mệt mệt hết. Cái gì thay đổi trạng thái là giống vậy. Rồi hôm nay anh em Bình Huỳnh chia sẻ video từ sáng đến giờ. Bây giờ video của anh em Bình Huỳnh đến đây thì chắc cũng kết thúc ở đây rồi các bạn. Trước khi chào tạm biệt cho Bình Huỳnh, gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Xin hẹn gặp lại video kỳ tới.